Hồi đó thả ta bắt quá đi, nó xịt đó, cái ông Nguyện với ông Ba, đây là gần cái mộ ông Ba rồi, Ba Thới đó. Rồi tôi giái qua thằng Đặng ra thằng Bà Cộng, đồ đổ đi con lùa cá ra đây con nuôi cho, để ta bắt cho nó con đẹp nó. Thì một tháng sau cá chim á, với cái heo nó về. Dạ, dạ. Chỗ nào cho ăn đó. À, vì lùa cá cha đi, thấy cá cha mạng vui quá. Dạ. Thì một tháng sau cá cha nó về. Dạ. Mới đầu thì nó về cũng ít nha, bây giờ nó về trên 100 tấn rồi. Dạ. Một ngày là nó ăn là cải này là 20 tấn đó. 20 tấn cải rồi đó. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay chơi mình luôn sẽ mời vị xem lại một cái đoạn video cô Tắm thời nay. Đây là cô Tắm đang đi xuống cho cá ăn. Chào cô Tắm nha. Cô Tắm cho cá ăn có mắc hát không? Có, bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hạnh cháu hoa nhà người, bóng bóng bang bang. Cá dồ nó lên quá. Cá bóng đúng không? Cá dồ không? Không, cô Tắm thời nay là vậy mà. Cái nó lội lên trên đó rồi cả. Thì đây là cô Tắm. Khi mà cô Tắm cắt tiếng hát lên thì từng đàn cá dồ nó về. Quá nhiều. Wow, cá chép nữa nha, cá chẽm gì nữa nha. Ôi wow, cá he nữa nè, nhiều lắm nha. Hát tiếp tục chị Tắm ơi. Ô, bóng bóng bang bang, bóng bóng bang bang chị đây nè. Các em ơi, lên với chị nè. Chị Tắm nè. Ô wow. Đó. Đó. Hình như là quý vị cô Cám cô đang đứng ở đây cầm những cái xô đậu nè. Ha. Bày đặt ha. Đi vô đây lựa đậu đây nè, ở đó mà cho cá ăn. Lựa cho ta. Thao nào ra thao đó. Trời ơi, như hai thao mà. Thao lấy thao gì, thao gì vậy chị? Đậu đó. Đậu, còn nãy gì? Hai cá trộn luôn rồi. Ăn đậu gì hết. Cho luôn rồi cá rồi. Cho à. Cô Tắm thời nay là không cần lựa nữa rồi, cho ăn luôn. Lỡ rồi, cho luôn. Bởi vì cô Tắm này với cô Cám này nước ngoài vậy. Giờ hơi khác nha. Wow, ăn bánh mì nè. Đây là cô Thủy nè, có một cái cười quá trời luôn nè ha. Nguyên nguyên một cục bánh mì đó rồi. Tiếp tục quý vị ơi, ở đây là từng đàn cá. Wow. Cá cha, cá chép, cá khủng luôn nha quý vị. Trở về đây, ở đây là cái khu ngã ba sông Già Mau nha quý vị. Ngã ba sông nha quý vị. Đó, gần kế bên đây. Wow nè, bắt mình được luôn á. Nè nè nè, bắt được kìa, bắt được kìa, bắt được kìa. Đó. Dạng quá trời luôn nè. Trời ơi, cô Tắm, cô bắt cá kìa, cô Tắm xuống rồi nè. Nè, Tắm nè, cho ông Thao nữa nè. Làm tiếp, được lắm. Rồi. Cho em mượn 7 triệu mốt trên dây. Nhiều đủ rồi chị. Đây, để em gửi cho nha. À, đó, rồi, tiếp tục nha. Đó. Ở đây nè chị ơi. Bên đây nè, bên đây nhiều. Chị Tắm nè, gãy bên đây nè. Đó. Chị xuống cho ăn luôn không chị? Đúng rồi, cá he nè, cá cha nè. Quá chừng luôn rồi. Bên không gì của Thái Lan nó cũng vậy, gãy nó lên vậy đó. Dạ. Cái chỗ mà đi lại Phật Tứ Diện phải không? Tứ Diện. Không được Út Thị. Út Thị ra đó không được nha, không bước qua nó được. Ê, vậy mày bỏ đi, mày để cái thao qua nó có nhảy vô không? Vô liền nè. Nhảy ơi. Kìa. Đứa ở trên kìa. Nhẹ nhẹ nha. Kính thưa quý cô chú anh chị. Cô Tắm phải nhẹ nhàng hả? Chứ không phải giống cô Cá mà. Cô Cá là con có bộ gì ghẻ làm sao mà dịu dàng. Cô Cám cô ịt đuổi quá nè, chú đứng trên đây. Đây cô Cám xin chào. Dạ, chào. Dạ. Rồi, cái này mình hỗ trợ cái tiền mà xăng dầu để đi chở những cái phần thức ăn thôi. Tại vì mình hỗ trợ cho xăng dầu đi chở rau củ nè chị. Đó, đi xin đó nha. Dạ, tiếp tục nha. Cá he nè. Cá he.
Thì kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì đoàn của Châu Phú đi về đây thì có chị Vi anh làm đây bắt bằng tay chị, đáng phải sợ á. Lấy cái tay gờ nó chị. Từ ở không chị vuốt nhẹ là không sao, vuốt nhẹ giống nãy vậy đó. Bà con đi về đây để lấy cái tay để vuốt để bắt từng con cá vậy. Cô Cám này có cô Tắm ở trên, cô Chọt cô nói cô Cám ở hiền quá mà sao cá nó gặp nó sợ. Cô Cám ơi, bây giờ máy quay phim quay cô vậy đó, khi nào tắt máy cô có bắt cá không? Không, cô cũng dễ thương như vậy. Vậy đó hả? Đây thì kính thưa quý vị, đoàn của Châu Phú trở về đây chỉ quay những cái đoạn video kỷ niệm nha quý vị. Vì các sư huynh đệ tiểu muội và các chị, các cô, các chú biết được cái đàn cá tự nhiên ở đây. Trở về đây thì nhà của ông Út, một người ăn chay ăn lạc tu hiền nha quý vị. Thì ông cũng nuôi dưỡng đàn cá tự nhiên ở đây hoàn toàn, không có gào trắng mà để chặn lại giữ cá nha quý vị, mà là bảo vệ đừng có cho người ta vô đây để xịt cá thôi nha quý vị. Đó. Ê, cá với vợ chị bự quá kìa. Cá mà thường nữa ha. Chị ngồi xuống chị bắt hai tay á, bắt nhẹ. Nhẹ nhẹ nha. Đó nhẹ. Ô dễ thương không, thấy chưa? Thấy mồi. Mồi thêm. Dạ. Quá vui nha quý vị. Dạ. Trời ơi quá nhiều luôn rồi. Vâng, và kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những đàn cá tự nhiên cặp con sông lớn này nha quý vị. Bà con nè, cái đây là thông thương nha quý vị, thông thương chứ không có mà giữ cá lại. Nè cá cha đen nè chị, ơi cá cha đen thui nè, nè đang thui luôn đó, cá đó không có thấy đường đó chị, cá nó mù đó cá. Không, con cá đó là cá gì cháu? Đầu đàn phải không? Đúng rồi, cá cha đang thui ha, nó mù á là cá đầu đàn đó. Nó không thấy đường á hả? Nó mù. Nó dẫn đàn lại đây. Vậy hả? Con cá đây đang thùi lùi luôn á. Trời ơi. Dở lên nhẹ lên. Ồ, dễ thương nha. Giật. Ồ. Lên biểu rồi kìa. Chị Tắm với kêu Cám lên biểu rồi kìa. Đừng có thấy thương mà ở đó quần hoài nha. Em lên liền chị. Đi đây chị cho bác. Kìa đó ông Út xuống bắt kìa, xuống bắt cá cho chị coi nè. Đó kìa ông Út xuống kìa. Ông Út ơi, bắt cá cho bà con xem ha. Cá đường hồng bự ha. Nè ông Út bắt mấy em đây nè, cho sáng nè ông Út ơi. Nè bắt mấy ở đây nè. Dạ. Dạ. Kè đó dính nè kè. Vĩnh Phú. Nắm áo còn. Tiếng ơi, chỗ đó 18 mét đó, có tiếng dẫn nó vô đi. Cái sông ở đây gì chứ sâu tới 18 mét lần đó cô. Dạ. Ngay chân đây nè, ngay chân đứng đó đó. Đó. Vậy mày để nó lại nó ăn như là bữa mình đi ấy á nhỉ. Mày để tự lại kìa. Để tay á. Đó nút qua. Ghẻ đó. Ừ.
Nè đó. Quá nhiều cá luôn quý vị ơi. Dạ. Dạ, rồi, ok chị. Cá này cá tự nhiên nha quý vị. À, kính thưa quý vị, đây là chị Nhị từ bên Mỹ về đây. Để thôi cá bự dưới đi. Ông Út ơi, ông Út có thể kể một đoạn về đàn cá này không Út? À, lại kể cho mấy chị nghe đàn cá về đây từ khi nào ông Út ơi? Vô đây nè chú Năm ơi, vô đây nè, vô đây nè, vô đây nói vài lời với bà con luôn nha chú Năm. Đây, vô đây luôn đi, chú Năm cũng thích nữa kìa. Dạ, mời tất cả quý vị nha. Không sao, nước lớn lên là cá ăn chân à. Dạ. Lên 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 nè, chị Vi kìa, chị Vi kìa, ngồi luôn kìa, đút giò xuống luôn kìa. Đi vô vô quý vị ơi. À, kính thưa quý vị, đây là cô gái từ bên Mỹ về nha quý vị. Cô ấy rất là thích những chú cá này. Và cô ấy đóng vai là cô tắm. Còn cô cám thì ngồi trên bờ nhìn cô tắm cho ăn. Đó. À, thì hiện giờ là cô ấy rất là thích chơi đùa với các chú cá. À. Ngồi luôn rồi. Tôi hả? Này. Yeah, chị Vi chị thích quá rồi kìa. Ha. Tiếp tục. Cá tự nhiên mà. Cá này cá tự nhiên nha. Dạ. Đây bước xích tới đây giùm con cái chú Út ơi. Đây không muốn lên ha, không muốn lên thì truyền xuống cho chị Vi tiếp tục những cái phần để cho chị Vi cho cá ăn quý vị ơi. Dạ thì thưa chú Út, bà con hiện giờ là đồng đạo đi chung với con nè, đang phân vân không biết cá này chú Út nuôi hay là có bảo quản, có nhốt lại không. Nhờ chú Út chia sẻ đàn cá về đây từ khi nào và chú có nhốt không chú? Dạ không. Dạ. Nói cho chú gì hiểu là tôi cũng thả cá nhiều lắm, rồi tôi thương nó, rồi tôi muốn mua miếng đất này. Thì hồi đó thả ta bắt quá đi, nó xịt đó, tôi cũng nguyện với ông ba, đây là gần cái mộ ông ba rồi, ba Thới đó. Rồi tôi giới qua thằng Đặng ra thằng bà cậu, rồi đổ đi con lùa cá ra đây con nuôi cho, để ta bắt cho nó toàn nghiệp nó. Thì một tháng sau cá chim á. Chứ cái heo nó về. Dạ. Dạ. Chỗ nào cho ăn đó. À, vì lùa cá cha đi, thấy cá cha lên mạng vui quá. Dạ. Thì một tháng sau cá cha nó về. Dạ. Mới đầu thì nó về cũng ít nha, bây giờ nó về trên 100 tấn rồi. Dạ. Một ngày là nó ăn là cải này là 20 tấn đó. 20 tấn cải rồi đó. Một ngày là 20 tấn cải. Dạ. Giữ vậy xe chạy đó một ngày 20 tấn cải. Xe là chú chạy ngày 20 tấn. Nhưng mà là bữa hổm là xỉu luôn. Té nhập viện luôn. Lớn tuổi rồi, ổng chạy, ổng đi xin cải ở ngoài chợ á. Thành ra là con thấy rất là thương chú. Đồng cảm với chú. Chú yêu thương những cái chú cá này nè. Ngày 20 tấn rồi đó chị. Rồi chú ơi, từ cái lúc mà đàn cá trở về đây với chú tới bây giờ đó, thì cái cuộc sống của chú và gia đình như thế nào, nó có ổn định hơn, phát triển không chú? Thì nói ngay thì nhờ đó mình có sẵn trước thì mình lo cho nó thì cũng được không chị? Vậy đó ha. Gắng sức lo cho bà vậy. Dạ có. Bữa nay rất là mừng là bữa nay có một vài cái chép giòn nó về khoảng 200 con. Chép giòn hả chú? Mà cái đó là nhà hàng nó nói là 250 ngàn ký, mà nó nhỏ thôi nghe. Dạ. Sao nó khóa? Dạ.
Vậy đó ha chú. Rồi nó tập trung lại chỗ này nè, nó thoải mái, nó dữ lắm. Với lại là chú làm ơn cho con hỏi, trong cái lúc mà chú cho cá ăn như thế này nè, rồi có khi nào chú muốn mà bỏ cuộc mà có cái chuyện quyền di gì mà chú cố gắng tới giờ không chú? Có. Dạ. Đây nói bằng thật lúc mệt quá rồi. Mấy đệ tử mới lại tiếp đó, nó không tiếp, nó mình đang là hết nổi rồi. Nó với ông bà nó con chắc bỏ cuộc quá. Hết nổi hết chữa nổi. Dạ. Thì khoảng tiếng mấy hai tiếng gì đó. Tôi đi cãi. Thì một có phải đoàn ở Sài Gòn xuống. Xuống không biết tôi. Rồi đi kiếm. Dạ. Cho nên mấy ngàn nhân mạng ở đây mà ông bỏ là không có được, ông phải làm. Ông phải tiếp, ông phải làm tiếp, không có bỏ được. Dạ. Lại mấy ngàn nhân mạng là những cá đó. Ha, cũng là nhân mạng ha. Nhưng mà người ta nói như vậy đó hả? Người ta đem tiền lại tiếp chú à? Đem người đó cho được 10 triệu. 10 triệu ha. Vậy nè. Trời ơi, chị Vy chỉ dụ nãy giờ dụ biết nhiêu cá rồi kìa. Trời ơi. Thì ra mấy sư mà anh mẩy về ra ba người. Dạ dạ. Ước mình chơi. Vậy ha. Thì thưa quý vị, ở đây mỗi lần có một con cá sấu nhỏ nha, màu hoa cà, chứ không phải màu bình thường giống như là cá sấu kia. Thì con nhờ chú Út kể, chú Út với đệ tử canh bắt sợ cá sấu đi vô đây ăn mấy con cá này nè. Dạ. Nhờ chú có thể kể cho bà con luôn chú. Dạ được. Dạ. Thì tôi bằng đêm tôi không ngủ trên đây, tôi về nhà có ba đứa ngủ đây. Thì nó nói phụ ơi, có cô gì đó nó lội 10 giờ nó nổi lên nè, cái tôi chắc mấy con thì đà người ta bắt đem về đây ta bán đó, nó vượt chuồng đi. Cái nó không phải, cái con này nó lội về nó bốn cái giò vậy nè. Cái tôi mới lên, tôi lên thì coi lại là cá sấu. Ai kêu ông hãy nói, mấy đệ tử tôi đây nè, đệ tử mướn ngủ đây nè. Cái tôi lên thấy vậy cái mới nói với mấy chú gì đạo gần gần này nè, nó nói phải bắt đi, để đây thì nó ăn cá hết, mình lúc đó mình không biết, mình thấy nó về sợ nó ăn. Tôi mới làm cái vợ con lỏ ở nhà kìa. Dạ. Nó bắt thì lặn luôn. Dạ. Dạ. Nó lội ra, nó ở trong mình, nó lội ra lội vô, đêm nó lội chừng 5-6 lần nha. Rồi cái tôi mới thấy cá nó quận đùng 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 điên hoài à. Cái tôi nói mấy ông về đây không giữ với tôi nuôi, cho về đây tôi được à. Ở 9 giờ đêm nổi con cá hô lên khoảng 30 mấy ký. Dạ. Mới nghe đây nè. Dạ. Vậy ha. Vậy thì chú nào bạn cho con hỏi cá sấu đó chú thấy cái hình cái màu gì? Cái màu hoa cà. Hoa cà ha. Cỡ bự bay lớn chú? Cỡ 5 ký bay lớn bắp đùi. Đó bắp đùi ha, cỡ 5 ký lô. Đó và và khi mà chú đã chuẩn bị cái cây vợt đó chú Năm, khi mà chú chuẩn bị cây vợt để canh để bắt cá sấu đi thả nơi khác đó, thì từ đó là cá sấu lặn luôn tới giờ, giống như mẫu chuyện của ông Đình Tây đó. Lặn luôn tới giờ biệt tích luôn rồi đó. Chỉ là nó cũng là tao tu á. Dạ. Chỉ là tao tu á, tao chịu tu rồi tao không có quậy đó. Cũng lạ ha. Rồi thì thưa chú, hôm nay con trở về đây thứ nhất là chị Uyên ở thành phố gửi tiếp với chú là cái phần là đổ xăng để đi chở những rau cải là ngày 20 tấn nè ha. Với chú cũng có mướn huynh đệ để mà tới đây hỗ trợ tiếp hả chú? Dạ. Đây 400 ngàn. Dạ, cảm ơn. Thứ hai là vợ chồng của anh Lành 500. Thôi ơi, bắt cá liềm kìm kìa. Ê ơi, đẹp vậy? Cái là cá sấu. Ôi, nãy giờ bắt hết cá sấu hả? Đây. Sấu cá. Cá gì? Sấu cá. Này nè, đi em coi. Cái kia là con sấu. Trời ơi, nãy giờ mà bắt không được con nào, giờ không bắt được con cá liềm kìm nè. Ô, ơi cá sấu. Cá sấu nhái hả? Cá sấu là hồi xưa. Dễ thương quá tẹn. Cá sấu hồi xưa hả? Ủa con cá này cá sấu hồi xưa quý vị? Không, con cá. Cái kia là con nhưng, sấu. Nhưng mà cá cái kiểu cá mà kiểu giống như cá sấu nè, cái mỏ dài nè. Ê chị Vy. Cô Tắm bữa nay bắt được con cá sấu. Yeah. Nè chị thả xuống này chị, dễ thương quá ha. Mấy cái này giờ nó diệt chủng. Dạ, dạ, dạ thả. Thôi dễ thương quá thẹn. Trời ơi. Ha. Rồi chị Vy, chị tính hỗ trợ nhiêu chị Vy?
con thấy bác nuôi cá gì á, tự nhiên trong lòng con cảm thấy là rất là vui. Dạ. con thấy trên gương mặt của bác cũng vui nữa. Dạ. Mà con thấy tất cả mọi người trong đầu của con cũng vui. Dạ. Cảm động ha. Dạ, muốn khóc nữa rồi đó. Khóc nữa rồi đó. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chị Vi tính hỗ trợ xăng cho chú nhiều nữa, đàn em rút luôn. Dạ, 2 triệu ha. Rồi thì đứa chú chị Vi đại diện cho chị Vi tiếp sức với chú là 2 triệu đồng. Chị ấy rất là thương cá vì bên Mỹ về đó. Thì chị xúc động khóc thì giờ hết dám nhìn lên rồi. Ha, bây giờ chú rút giùm con 10 tờ 2 triệu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước luôn nha chú. Cho chị gửi thêm là của trong tiệm của chị là 3 người nữa, với lại của Năm. Cho chị thêm 2 triệu nữa đi, tức là ở trong nhà của chị là có người dì chồng của chị. Dạ. Một người thợ với người con. Dạ, đếm giùm em, đếm giùm con chú bà. Người gì, hai người gì chồng đó đó. Dạ. Mỗi người 500 và 2 triệu nữa. Dạ, 2 triệu đếm 10 tờ là đủ. Dạ. Yeah. 20. Rồi, tiếp tục. Vỗ tay quý vị ơi, tiếp tục 2 triệu nữa. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho dạ. Chú gửi lại cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước luôn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước luôn. Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, gia đình của cô gì? Cô Út Nhị. Cô Út Nhị. Dạ. Thì nó ngay đàn cá này thiên nhiên, chú cũng cực khổ để nuôi nó, để cho bà con lại đây thấy cái lòng từ bi của mình, để mình đừng ăn cá nó đi dễ, mình ăn tương rồi đấy cho nó. Dạ. Nó đã sát sanh mà Đức Phật nó nói rồi, giết một mạ là đời lục mạ. Tuy giờ mình không thấy chứ, nếu mà sau này là mình giết nó phải trả thù mình à. Thầy cho cảm ơn hết gia đình dồi dào sức khỏe là bán bánh tạc bánh lục của mình à. Cảm ơn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn chú Út rất nhiều. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay thì có đồng hành với Châu Phú là chú Năm Lù. Sẽ mời chú Năm có đôi lời gửi đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì thưa chú Năm, trong những cái câu mà sám giảng Đức Thầy hay là Đức Phật đó, thì con cũng có là biết được là như ngày Lục Tổ Huệ Năng đó, có câu muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Hay là Đức Thầy có câu là nhân vật giữ cho đồng đó, là nhân vật giữ đồng nhau là con người, nhân là người, vật là con vật, mình phải giữ cho đồng nhau. Thì hôm nay chú Năm cho con một cái đôi lời cùng với tất cả quý đồng đạo nè. Khi mà chú thấy những chú cá mà thân thương như thế này, dạ Nam Mô Di Đà Phật, không mời chú. Dạ, Mô Di Phật. Quý vị đã thấy chứng kiến cảnh thực tế đó. Dạ. Thì con cá nó rất thân thiện gần gũi mình. Dạ. Chứ không xa, tại nhiều mình đó, mình bắt nó mới cách biệt mình. Dạ. Đó là điển hình những con cá mà tôi ở nhà cũng thường xuyên nó dẫn tôi hoài đó, là dạ. Gì là nó không có biết mình đó là thân thiện, không bắt nó. Quý vị thấy là trước mắt là cái màn ảnh nãy giờ đó. Dạ. Là rõ ràng là con vật đó, nếu mà mình đó là không bắt nó mà mình gần gũi nó, thì quý vị coi cho ăn là lần lần nó tập trung cái gì đó ở đông, thấy không? Đây là điều quá vui quý vị. Nói vậy thì các chúng sanh nó đều có như ta, như Phật tánh như Phật à. Tại vì mình đó là nên mình tập làm sao sống, làm sao mà sống hòa đồng, là không cách biệt, coi như là không cách biệt chứ là muôn loài. Điều gì bị gì muôn loài thì có đạo, nó chớ sát hại loài nào. Vì thế là ta phải tập ăn chay, làm lành đánh dữ, không nên sát hại một cái loài vật nào, dầu là con vật là nhỏ bé. Là thấy vậy là quý vị sống vui quý vị. Hồi nãy giờ quý vị thấy là coi như vui không Út, thấy vui không? Quá vui không? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Tiếp tục chú Năm. Vậy thì cái sống á, mình là sống như vậy là thấy nó có một cái lạc quan, thấy cái cảnh nó vui. Như vậy thì mình sẽ đem có lợi ích cho mình và muôn loài. Đây là một điều hết sức là lời theo Phật dạy đó, là coi như là tất cả chúng sanh đều có như ta đó. Y dòng quý vị. Yeah. Nó đều nó có một cái tâm hồn, nó đều có một cái tánh linh, nó đều biết như chú nói nãy giờ đó, thấy không? Con xấu mà nó nghe, thấy không? Nó biết cái gì rồi bắt đầu là nó không có tái diễn, đúng không? Ôi, đeo điều quá quý rồi. Dạ, quá tuyệt vời, vỗ tay quý vị. Cô
quá mừng quý vị. Tôi thấy là quý vị là chứng kiến thấy một việc làm mình thấy mang cái nghĩa là nó cái tình thương nó không bến không bờ đúng quý vị, nó không phân biệt em quý vị, nó không phân biệt màu da, nó không phân biệt chủng tộc, nó cũng đó là coi như là nó đánh đổ tất cả các sự sang hèn, nó đi lại tới cái chỗ là coi như nhân loại chúng sanh, phải không? Tất cả nhân loại chúng sanh đều là một cái thánh Phật hết. Vì thế ta không nên là bỏ một con vật nào, không nên giết một con vật nào, quý vị đồng bạn không? Dạ, đồng ý tay ha. Rồi con cảm ơn chú Năm rất nhiều và cảm ơn cả đoàn. Và xin thông báo quý vị, Trung Phú mới vừa nhận thêm 500 ngàn của chị Ba, chị của chị Vi. Dạ, dạ, bỏ tay chị Ba hỗ trợ tiếp tục rồi. Tiền xăng dầu. Và hy vọng là chú Út sẽ có tạo cái điều kiện mua cái máy cái gì đó để làm ra những cái viên nén thức ăn. Vì mua những cái viên nén thức ăn ở chợ á, là con sợ là những cái xương cá ở trong những cái phần công ty đó người ta xây ra thì những chú cá này á là sẽ ăn vô, ăn những cái phần thức ăn nó vô là vô tình ăn nhầm ông bà cha mẹ của mình đầu thai lộn kiếp trở lại thành cá nữa. Cái thức ăn đó nó sạch nó ngon nó dạ đó thì khi nào mà đủ nhân viên chú sẽ dọ một cái máy đó bao nhiêu tiền rồi thông báo với Châu Phú sẽ quay kêu gọi bà con chúc quý vị sức khỏe bình an nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây là cũng là cái niềm vui của các loại thủy tộc ngày nay quý vị. Dạ dạ không dạ. Rất là vui với mình đó. Dạ dạ dạ.